xin chào tất cả các bạn. Andy lúc chạy từ trên xuống ngã một phát rồi lại chạy tiếp nhá. Còn lâu. Đi chào các bạn. Rồi Andy từ Andy chạy lại. Cái này chưa chụp được. Cho xin lần nữa. Mà Andy phải ngã phải lăn chưa. Ông muốn chết à? Nợ chưa tôi chai coca nhá. Nóng nắng như thế mà cứ chạy. Thôi được rồi anh đi ơi. Bình thường ở đêm nay thì mây sẽ nói quá nhiều, nhưng mà hôm nay chả thấy mây ở đâu cả, cho nên anh đi tự lấy vị trí này. Nhưng đến giờ lắp kế hoạch cho hôm nay thì thế nào cũng phải tìm được bạn ấy. Mày ơi! Mày ơi! Ôi! Dời! Làm gì đấy? Ngủ à? Ồ. Tội nghiệp bạn của mình quá! Cả đêm đã sạc pin! Bây giờ tranh thủ chỉ có một phút thôi! Ông vẫn ngủ! Thế đi ăn nhanh hơn! Nào! Bây giờ làm sao? Mày! Kế hoạch cho hôm nay là như thế nào? Bởi vì hôm qua đi bảo là để máy tính, thì hôm nay là ngày mai. Đúng rồi. Thì bây giờ phải bắt đầu tính. Kế hoạch hôm nay là mình đi tới Huế. Huế. Mình sẽ tham quan một vài điểm ở Huế. Ừ. Những địa điểm nổi tiếng ở Huế. Nói chung hôm nay mình tới Huế. Ờ. Thì chưa hết đi Huế thôi. Ừ. Còn cái gì xảy ra thì sẽ tính sau. Cái gì xảy ra thì từ từ tính. Mà đi. Hả? Cái này là cái gì vậy? Đây là cái bản kế hoạch của mình. Ủa, kế hoạch là gì thế? Ôi, kế hoạch cái này. Này. Kế hoạch thế này thì là thế nào? Tự dưng... Này, Lăng Cô đi Huế. Từ Lăng Cô đến Huế. Ai tốn ít xăng hơn. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu cốt rồi đó. Cốt cờ Phu Vân Lâu à? Là mình sẽ phải đi từ đây, Lăng Cô. Cho đến cột cờ Phu Vân Lâu ở Huế. Ừ. Ai thì đi ít xăng hơn thì thắng. Làm đấy sao là... biết ai tốn ít xăng hơn? Thì đấy, thì mình ra cây xăng nhá. Cây xăng. Đổ cả bình, đầy bình. Đầy bình. Khi đến chỗ nhá, khi đến cái cột cờ thì mình sẽ thấy là cái này gọi là gì nhỉ? Kim xăng. Ờ, cái này nó sẽ ở điểm nào? Cái kim xăng này làm sao biết được nó nhích được bao nhiêu? Lấy thước đo đỏ mà đo à? Không biết nữa. Mà mày có ý kiến gì không? Đổ đầy bình, đồng ý. Ừ. Tới nơi, đổ đầy bình lần nữa. Ai tốn nhiều tiền hơn là tốn nhiều xăng hơn. À, khốn. Chúc mừng ông đó. Xăng tao thích như thế. Ok. Thống nhất là như thế. Ôi ông sáng tạo. Đôi khi khen... cũng phải khen ông này. Khen mà khen không có thật lòng mà phát âm không có đúng. Lên đường. Ông ơi, ông thực sự là ông này cứ nói nhiều, cứ cái gì cũng không được, cái gì cũng chia rồi. Trời ơi, mà người ta cứ gọi là ông Adi, mà hóa ra có cũ mày đấy. Cũ. Thi chạy trên cát này. Nào, không thi được. Gì cả ở đây. Được. Mình mệt rồi, khát nước, sắp chết mà ông cứ bắt tôi phải chạy thêm mà. Chứ bộ tôi nằm ngủ đây sướng lắm hả? Nắng chiếu gần chết. Thì sao lại ông nằm ở đây chứ không phải là nằm ở kia? Phải chờ ông chứ ai biết ông chạy đi đâu. Thôi nào, lên đường. Này, đi thôi. Mày còn kẹo nữa không? Chưa xin cái. À, đi hết rồi. Này. Này ăn đi. Vô duyên đấy, tôi tự biết ăn. Đấy, được chưa? Được rồi. Thôi đi nhá. Điểm dừng tiếp theo, cây xăng. Cây xăng, phải không? Chóng đứng xe lên cho nhiều xăng. Phải khôn mới sống được mày ạ. Mày nghĩ là đây là mùi của dầu nhất. Rồi, go. Đi nha. Bắt đầu từ đây nha. Ừ.
uống nước. Và cho nó nguội đi, cho nó nguội đi. Bởi vì như trong cái quyển sách hướng dẫn trước thì qua 150 thì mỗi tiếng lái xe phải dừng lại 10 phút cho nó nguội đi. Bởi vì nó có thể quá nóng thì nó sẽ cháy cả dầu. Mày vặt tay đi. Ai thắng không chơi. Uống trước. À đi khôn. Tay anh đi to như thế. Tay mày thế này. Tay của mày dài hơn thì dài hơn mới mất lợi thế. Thắng uống trước và có quyền chọn uống gì. Hứa nha, thua vẫn phải được uống nha. Không có vụ là uống hết rồi bảo người thua còn lại uống gì uống nha. Đừng lo. Này. Thôi bật thi thế nào. Này. Bây giờ bàn tay này ở đây nhá. Đây này. Ok, bây giờ là 1, 2, 3 và mình bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Là bảo là chơi ăn gian. Tay to như thế. Không chơi. Thì muốn thi cả tay trái à? Hả? Thì cho đều, lát hồi lái xe cho đều tay. Không phải rung tay. Ok. Ok, mày. Thế thì 1, 2, 3. Mày ăn nhiều như thế mà yêu quá nhỉ? Mày không ăn nhiều, mày ăn hợp lý. Trước khi Adi nằm viện và uống nhanh hay, đi. 2 năm không được tập thể thao thì Adi ra tập thể hình. Đây là lý do. Bây giờ thì béo như heo nhưng ở dưới mỡ vẫn có bắp đây. Uống nhanh đi. Sao chơi trò khác không có chơi trò vật tay, vật chân, vật gì hết trơn. Giờ tụi mình thi ăn cái bánh. Cái gì đấy? Chắc là phần thưởng. Thắng thì có tay mít này. Muốn làm sao thì làm. Thế lệ là tụi mình sẽ ăn cái bánh này, bánh đậu phộng đặc sản ở đây. Và trong lúc ăn thì không dùng tay. Đây, đặt ở đây nhá, đặt ở đây nhá. Cho nó đơn giản. Ăn như thế này thì nó đau hết cả cổ. Bắt đầu. Thời gian ăn bình thường đã xong. Bây giờ tiếp tục là Andy đi đếm 1, mây đếm 2. Cứ đếm vậy, khi nào đến hết bánh thì thôi. Andy đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 5, 7, 5, 8, 5, 8, 6, 10, 10, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 6, 10 đi, 5, 9. Rồi, hết. Thấy hai trong địa này là địa nào ít hơn là có nghĩa là xác nhận là địa đó là hết. Xin tôi xin chứng nhận là ông này thắng. chuẩn men, mày kém quá, mày cấm quá. Cảm ơn chú rất nhiều nha, mà chú. Vì chú công nhận là cháu thắng. Chú. Mời chú nha. Mày thua nhưng cũng mời đây, ăn đi. Vâng. Cho mồm nó sạch này, trời ơi. Đến Huế thì chắc chắn Adi sẽ mời mấy em xinh mặc áo dài màu trắng ăn cái quả mít này. Mày sẽ làm gì với họ hả? Nói chuyện thì không biết nói chuyện với gái. Không có gì cả để mới. Thì mày sẽ tự kỷ ở nhà hả? Không sao. Đừng như thế nhá. Như thế là xấu tính. Phải rất là vui vì bạn rất thân đã thắng. Lên đường nhỉ? Phải lên thôi. Thấy rồi, 40 cây.
40 nữa. 40 cây nữa tới Huế. Bây giờ đang mưa rồi. Không sao. Tại sao đạo diễn thì được ngồi trong xe Jeep không sợ mưa, còn mình thì phải ngồi ở ngoài này? Nè, đứng là như thế. Mình trẻ, mình phải thưởng thức những chuyến đi như thế này đây. Ngồi trên xe Jeep chả làm gì mà cứ kêu 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 hả? Nhìn kìa. Đây, mây Huế rồi. Huế rồi, Huế đây. Đây, con cờ. Ok. Tới rồi. Đã, được. Yeah. Bây giờ tụi mình phải đo xăng và xem ai thắng ai thua. Nãy như mình bàn á, đổ xăng, giờ đi đổ xăng đi. Thì trước hết phải tìm được cây xăng. Đây. Bắt đi. Em. Cho anh hỏi cây xăng gần nhất ở đâu anh? Cây xăng ở trên kia. Trên kia. Quẹo phải hả? Cảm ơn em nha. Cảm ơn. Thì họ là người ở đây. Hôm nay là người ở đây. Biết hết. Yêu cầu là xe đến đây thôi. Mà bây giờ phải đi đo xăng. Đo cách nào thì đó. Thôi thì giặt bộ thôi. Đi bộ thôi. Không thì Adi muốn chạy cũng đâu có cấm. Cứ chạy đi Adi. Adi cứ chạy đi. Mày dắt bộ. Còn mày sao? Mày dắt bộ. Thì Adi cũng thêm mà. Adi cứ chạy đi. Không. Mày dắt bộ. Còn lâu. Để ông thắng à. Lần đầu tiên trên đời nha. Xe không bị hỏng. Đầy bình xăng mà dắt xe. Oh man. Càng ngày càng thú vị nhỉ. Rồi ơi, thành phố cổ làm sao mà có cây xăng ở bên trong. Nhưng mà có người chạy vô trong thì chắc là có cây xăng trong thành chứ. Ok mày, để xem đã. Hãy thắng nha. Rồi, lên nào. Nó phải đầy nhá, thực sự là đầy bình. Đúng đấy. Đừng. Chuẩn mẹ. Thế thôi. 20 22 20. Xin mời. Cái này mà bồi nhiều xăng hơn à? Đúng rồi, cái này chắc phải đổ nhiều xăng hơn nè. Đấy, đó. Hết chỗ rồi. Đâu. Thấy không, tuy nó lên vậy thôi mà nó không có đầy bình được. Tới cỡ này. Đừng nói gì nữa. Đấy, nó còn nhiều. 24.12. May 20.22. Adi 24.12. Việt Nam đồng. Từ cái chỗ tụi mình đi tới đây. Là còn đi lòng vòng trong thành phố, rồi còn đi tới đi lui trên đèo. Đúng. Tính tất cả hết gần 70 cây số. 70. Gần 70 cây. May chỉ tốn có 20.000 đồng tiền xăng. Cho Adi 20.000 tiền xăng là ngồi giữa đường ngoài quốc lộ ngoài kia rồi. Trời ơi, cái gì cũng chậm đi, chậm, lại sẽ chậm. Ôi trời ơi. Cảm như mà thắng rồi, mày thắng. Mày thắng rồi. Bấy lâu nay rồi mới có một lần được thực hiện ước mơ của mình. Tới đây là có một mục đích duy nhất là được nhận một giải thưởng của chương trình như thế này thôi. Là cái gì? Cầm giùm nha, cầm giùm. Thôi khỏi cần, mày cầm cũng được. Khỏi, cầm cái mic đi. 2, 3. Đặc sản Huế à? Đúng rồi, đặc sản Huế. Đấy. Người thắng cuộc là người ngồi bên này. Người ăn đặc sản Huế. Mày sẽ có một bữa ăn rất là ngon. Đúng rồi. Nhưng mà trước khi đi ăn thì Adi muốn chia sẻ với mày một chút. Gì? Đây, thấy cây cổng này không? Thì Adi cũng biết là hồi trước ở đây đã có một em mà mày đã tỏ tình với em này. Không chỉ rất là lãng mạn, hai người rất là cái gì mà bé đã nhận lời nhưng bây giờ đã lấy chồng rồi, đúng không? Ai nói ra đi cái chuyện đó. Adi là bản thân của mày. Adi là bản thân của mày. Này thì bản thân này. Mày biết dùng nhau như thế mà. Này thì thân à. Đau chưa mày? Thân đau chưa? Khổ chưa?